Chào mọi người ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tải video trên cái CL Home Show về, hay còn gọi là tiểu ung thư đấy. Thì đầu tiên các bạn có thể copy cái đường link của video lại nha. Ở đây mình có một cái đường link demo rồi. Đây, đây sẽ là đường link mà mình sẽ làm demo để tải về. Đó, như các bạn đã thấy thì lúc mà mình bắt cái đường link này lên web ấy, thì nó vẫn còn dính logo này. Bình thường mình dùng download này ở bên Tàu Vinh ấy, thì nó không có logo đâu. Nhưng mà cái này lên thì nó vẫn có, dùng cái gì tải về nó cũng có à, cốc cốc cũng thế. Thành ra là mình sẽ dùng đến nền tảng thứ ba. Các bạn copy lại đường link đó nha, sau đó các bạn sẽ vào dlbanda.com. Đây, dl là viết tắt của download đây các bạn. Rồi, sau đó các bạn sẽ kéo xuống cái chỗ CL Home Show này, cất vào đây, phát ra, download. Rồi, kéo xuống nào. À, các bạn thấy là bây giờ video đã hết logo rồi, nét candid luôn. Rồi, ở đây các bạn có thể ấn download về nha, hoặc là có thể mở video ra một tab mới và nó sẽ tự tải về luôn. Ở đây mình sẽ để ở ngoài Discord cho các bạn ha. Discord để tí nữa, còn một bước nữa chứ chưa xong đâu. Đó, lúc các bạn tải về thì nó sẽ có một cái file như này này, không có coi được đâu. Buộc là các bạn phải đổi tên nó và thêm cái đuôi ở sau là .mp4 thì mới xem được video nha. Chứ để mà nguyên một file gốc như thế thì không coi được đâu. Rồi, bây giờ mở video lên xem nào. Đấy, các bạn có thể xem. Đó, khá là ok, rất là nét luôn. Mình có thử tải vài file rồi các bạn, thì mình thấy là chất lượng rất là tốt và cực kỳ cao nữa. Đó, các bạn thấy không, video như này là 51MB, khá là nặng, 51MB cho 30 giây. Rồi, các bạn biết được là cái độ nét cũng như cái chất lượng của video như thế nào rồi. Rồi, hướng dẫn của mình đến đây là hết. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình ha.